Thưa quý vị và các bạn, tại Bắc Bộ vùng hội tụ gió suy yếu nhanh, vì thế trong đêm qua khu vực chỉ còn có mưa ở một vài nơi. Sang tới ngày hôm nay trời còn nắng sớm, nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 32 tới 35 độ. Một số nơi ở vùng đồng bằng và Hòa Bình còn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 36 độ, trời oi bức về trưa và chiều. Dự báo trạng thái tạnh giáo này sẽ kéo dài thêm khoảng 2 ngày nữa. Sau đó từ khoảng ngày 13 tới ngày 15 tháng 7, miền Bắc sẽ đã bắt đầu đón một đợt mưa dông mới, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với Trung Bộ, do trục của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực đã chia thời tiết các tỉnh miền Trung làm hai phần rõ rệt. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị nằm ở phần phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới. Vì thế trong hôm nay ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao dao động từ 32 tới 34 độ. Mưa chỉ xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm, tập trung tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Trong khi đó ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới thì lại có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng tâm mưa vẫn là khu vực gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với lượng mưa phổ biến đạt từ 20-50mm, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Do có mưa nên nhiệt độ tại đây chỉ dao động trong khoảng từ 30-32 độ. Sau đó từ đêm ngày 12 tháng 7, vùng mưa sẽ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía bắc của miền Trung. Sự xuất hiện của giải hội tụ cũng kích hoạt gió Tây Nam hoạt động mạnh. Vì thế ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, trong đó khu vực Nam Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ vẫn là vùng có mưa to. Lượng mưa phổ biến ước tính đạt từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm, đi kèm với dông sét và gió giật. Sau mưa nhiều nên nhiệt độ tại các khu vực này duy trì ở ngưỡng mát mẻ, cao nhất tại Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 22-29 độ. Còn tại Nam Bộ, các tỉnh miền Tây mưa sớm, mây nhiều nên nhiệt độ ở mức từ 30-32 độ. Còn tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ nhìn hơn ở ngưỡng từ 32-33 độ. Trên biển hồi 4 giờ sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 111,5-112,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, nên từ nay đến ngày 12 tháng 7, khu vực phía Nam Biển Đông và vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 mét. Từ ngày 13 tháng 7, gió trên các vùng biển có xu hướng hoạt động yếu dần,